nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 387 hiện nay đã bàn giao 0,7 km mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhà thầu đang tập trung các hạng mục đào rãnh, tường kè phòng hộ, đúc các cấu kiện, đồng thời thi công hạng mục cầu mụa. Tổng khối lượng thực hiện đến nay ước đạt 9,5 tỷ đồng. Dự kiến đến 31 tháng 12 sẽ giải ngân đạt 30 tỷ đồng. Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 385 đoạn km số 7 cộng 750 tới km số 16 cộng 370, tổng mức đầu tư 195 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng đã bàn giao hơn 7 km trên tổng số 8,6 km cho đơn vị thi công. Nhà thầu đã thi công ước khối lượng thực hiện ước đạt 65 tỷ đồng. Đối với dự án xây dựng đường tỉnh 382 nhánh phải có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Tính đến ngày 10 tháng 11, các huyện đã bàn giao được 3 km mặt bằng, đạt trên 21%. Hiện nay, đơn vị thi công đã đào, đắp cát phần tuyến đường đạt 3 km, hoàn thiện thi công được 5 trên 72 cống nối thoát nước dài, thi công một số hạng mục cầu Từ Hồ, cầu Việt Cường. Dự kiến đến 31 tháng 12 sẽ giải ngân khoảng 190 tỷ đồng, đạt 72% tổng nguồn vốn bố trí trong năm. Dự án đường trục trung tâm, đoạn từ đường HI3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc với chiều dài toàn tuyến 1,662 km. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt 80% giá trị hợp đồng. Do vướng mặt bằng nên dự kiến đến tháng 12 năm 2023 mới hoàn thành. Hiện nay dự án còn khoảng 170 m mặt bằng chưa giải phóng. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phía Nam khu Đại học Phú Hiến, đoạn từ đường HI3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc, hiện nay đã hoàn thành đạt 45% khối lượng công việc theo hợp đồng, tương đương 20 tỷ đồng. Dự án còn khoảng 5.000 m2 đất thổ cư của 48 hộ dân chưa có phương án bồi thường được duyệt. Dự án đường trục Bắc Nam khu Đại học Phú Hiến, đoạn từ xã Trung Nghĩa đến đường trục phía Nam có chiều dài trên 2 km với tổng mức đầu tư gần 215 tỷ đồng, khởi công ngày 8 tháng 7 năm 2022. Đến nay, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, khối lượng công việc mới đạt khoảng 10% hợp đồng. Dự kiến đến 31 tháng 12 sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn theo kế hoạch năm 2022. Kiểm tra tại các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Đồng chí cũng đã chia sẻ những khó khăn mà các đơn vị nhà thầu trong quá trình thi công dự án do giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, đồng thời bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa. Đánh giá và chỉ đạo đối với 3 dự án đường trong khu đẹp Phú Hiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Kiểm tra thực địa thế phải đánh giá rất cao sự nỗ lực và rất là sát sao của cấp ủy và chính quyền của thành phố Hưng Yên, của huyện Tiên Lữ cùng với nhà thầu đã triển khai rất là quyết liệt đồng bộ trong cái công tác giải phóng mặt bằng cũng như là triển khai thi công tuyến đường. Tuy nhiên nó cũng còn một số các cái vướng mắc thì hôm nay xuống được nghe trực tiếp từ ban quản lý dự án khu đẹp Phú Hiến, từ phía huyện Tiên Lữ cũng như là thành phố Hưng Yên thì những cái vướng mắc ở đây thì không phải thuộc vướng mắc của ban quản lý dự án cũng như là của nhà thầu. Bây giờ cái vướng mắc lớn nhất là tập trung ở trên các cơ quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh. Về việc này thì tôi cũng sau cái buổi này tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo rất là rõ ràng, có thời gian và có địa điểm, có trách nhiệm phải tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để chúng ta triển khai quyết liệt làm sao đấy là trong quý 1 năm 2023 dự án của tuyến đường trong khu đẹp Phú Hiến này sẽ hoàn thành. Đối với các dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 385, đường tỉnh 387, đường tỉnh 382B nhánh phải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, linh hoạt trong huy động nguồn vốn để chi trả và hỗ trợ tiền cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Về những khó khăn của các nhà thầu, đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp chủ đầu tư đến cuối tháng 11 phải hoàn thành báo cáo tờ trình để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư cho phù hợp. Cuối năm, các dự án trên phải đảm bảo giải ngân từ 80% trở lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa máy móc, phương tiện để thi công những đoạn đã có mặt bằng. Đối với dự án đường DT385, giao Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm phối hợp với tỉnh Bắc Ninh kết nối tuyến đường để phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh.